thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và lại là tôi đây. Ngày hôm nay thì có lẽ tôi mặc cái áo màu đỏ cho nên đã mang lại cho một cái thị trường, tôi nghĩ thực là nói cho vui thôi, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một cái phiên tăng điểm rất là tốt. Và chủ đề ngày hôm nay, chủ đề trong tối thứ tư ngày hôm nay của chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một chủ đề, đó chính là 6 nhận định đáng lưu ý nhất của Warren Buffett về kinh doanh và về đầu tư trong cái bối cảnh suy thoái kinh tế và có thể tiềm ẩn cả cái khủng hoảng kinh tế nữa. Thì cái nhận định này thì tôi chủ yếu nghe lại từ trong cái đại hội cổ đông trực tuyến Berkshire Hathaway vào năm 2020, cách đây 3 ngày. Thì các bạn có thể xem lại bằng tiếng Anh trên kênh Yahoo Finance. Cái kênh này thì có 250.000 lượt sub và đã phát trực tuyến cái đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway. Và trong đó thì đây là một cái video mà dài 5 tiếng 47 phút mà Warren Buffett đã nói về những cái vấn đề liên quan đến kinh tế Mỹ, những việc mua bán của Berkshire Hathaway, việc mà Berkshire Hathaway đã bị lỗ 50 tỷ như thế nào, và những nhận định rất là đáng lưu ý của ông. Thì các bạn có thể xem lại ở đây thì các bạn có thể xem những cái câu hỏi được đặt ra của những cái nhà đầu tư và những cái vấn đề liên quan đến đại hội cổ đông. Thì các bạn có thể tôi tắt tiếng đây ha, các bạn có thể theo dõi. Và cái video này thì Warren Buffett đã trình bày một cách không có màu mè lắm à, ông trình bày đấy. Đấy, các bạn có thể xem này, ông trình bày mọi người chat, không có bất cứ một cái slide màu mè gì về thị trường cả. Nhưng mà để làm được cái điều này ấy, thì chúng ta nghe hết 5 tiếng 47 phút thì nó quá là dài đấy với các bạn. Cho nên tôi sẽ làm một cái video mà trong đó tôi đã nghe hết 5 tiếng 47 phút này và tổng hợp lại những cái vấn đề mà Warren Buffett đã chia sẻ. Các bạn có đồng ý không ạ? Đó là những cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể theo dõi lại toàn bộ video này 5 tiếng 47 phút trên kênh Yahoo Finance và cái YouTube channel của Yahoo Finance. Các bạn có thể theo dõi lại ha. Thì thế giới sau đại dịch sẽ như thế nào? Nhận định đáng lưu ý của Warren Buffett về cái vấn đề liên quan đến kinh tế, suy thoái kinh tế là gì? Thì trước tiên chúng ta hãy cùng update lại cái thị trường một chút xíu. Bởi vì hôm nay là tối ngày thứ tư, tôi lại mặc áo màu đỏ nữa, cho nên thử xem là thị trường ngày hôm nay như thế nào. Đến thời điểm này thì chúng ta có thể thấy rằng là đất nước Mỹ đang sẵn sàng để cho tái mở cửa lại nền kinh tế. Và mặc dù là nước Mỹ phải trả cái giá rất là đắt, nhưng Tổng thống Trump vẫn lựa chọn đó là ok, giờ giữa dịch bệnh và cái vấn đề về kinh tế thì tôi sẽ ưu tiên kinh tế hơn và chấp nhận là thúc đẩy cái quá trình phát triển cái vaccine sớm hơn, thúc đẩy cái quá trình ra những cái thuốc mà nó bỏ qua một vài những cái bước liên quan đến việc thử nghiệm trên người trong một thời gian đáng lâu hơn để mà có thể là giúp hỗ trợ nền kinh tế vực dậy được. Thì các bạn có thấy rằng là quyết tâm của ông để mở cửa lại nền kinh tế là quyết tâm rất là lớn. Và đồng thời ông nói rằng là về cơ bản là những lực lượng đặc nhiệm chống virus của Nhà Trắng thì sẽ bị giải tán. Bởi vì ông muốn là làm thế nào nhanh chóng quay trở lại và quyết tâm là mở cửa nền kinh tế, đồng thời là sống chung với lại dịch bệnh. Đấy. Và Tổng thống thì không bao giờ đeo khẩu trang cả. Ông nói luôn này, như này, sẽ có nhiều người chết đấy, nhưng mà rồi thì chúng ta sẽ vượt qua đại dịch dù có hay không có vaccine. Tôi nghĩ là chúng ta đang làm rất tốt trong việc tìm ra vaccine, nhưng có hay không có, dịch bệnh cũng sẽ bị đẩy lui và chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường. Đấy, thì ông Donald Trump ông nói như thế theo Bloomberg. Và cái giá mà phải trả của ông ấy đó là chính là gì các bạn biết không? Đó chính là cái câu chuyện tái đắc cử của ông vào tháng 11 năm 2020. Cái điều này là điều mà bây giờ nếu ông chống dịch bệnh rất tốt, nhưng nếu như người Mỹ do cái việc mà phong tỏa họ mất việc làm, hiện tại thì cái số lượng mất việc làm đã trên 30 triệu người rồi và dự kiến sẽ còn tăng lên. Mà các bạn biết là dân số nước Mỹ là 330 triệu dân, mất 30 triệu việc làm có nghĩa là gần 10% dân số. Và dự báo đến cuối năm 2020 thì kể cả vẫn tiếp tục có đại dịch hay không có đại dịch
thì với những cái tình hình kinh doanh như hiện tại và tâm lý sợ hãi, thì nước Mỹ sẽ có khoảng độ tầm 15% cái tỷ lệ thất nghiệp lớn nhất từ trước tới nay. Có thể nói là từ những năm 1940 đến giờ, chưa bao giờ nước Mỹ lại rơi vào cái tình trạng mà tỷ lệ thất nghiệp lên tới 15%, đánh mất toàn bộ tất cả những số lượng việc làm, 21 triệu việc làm đã được tạo ra từ thời năm 2008 đến giờ. Và chính bởi vậy, ông Trump không còn bất cứ một cái giải pháp nào khác, ông phải trả giá để mở cửa lại nền kinh tế. Và có lẽ những cái tín hiệu lạc quan, chẳng hạn như là việc là nước Mỹ thì hiện tại vẫn là quốc gia, để chúng ta cùng xem ha. Nước Mỹ hiện tại vẫn là quốc gia số 1 trên thế giới về việc là bị nhiễm cái virus, cái đại dịch này ha. Hiện nay đã có 1.237.000 người rồi, và mỗi ngày có hơn 2.000 người bị mất. Và ông nói rằng là sẽ có khoảng 100.000 người mất ấy, nhưng mà ông phải mở cửa lại nền kinh tế, bởi vì cái giá phải trả với ông đó là chính là chiếc ghế tổng thống của nhiệm kỳ sau. Và cái giá phải trả đối với người dân Mỹ đó chính là nếu họ không mở cửa lại nền kinh tế thì họ sẽ bị chết đói trước khi là bị chết vì đại dịch. Cũng như thế thì cái tâm lý tiêu dùng và mọi thứ hoang mang thì nó sẽ ảnh hưởng đến những quyết định đầu tư của một cái nhất đại tông sư về đầu tư Warren Buffett như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng cập nhật thêm. Nhưng vì hôm nay là cái hôm mà tôi mặc áo đỏ, tôi thấy mỗi lần tôi mặc áo đỏ thì thị trường, tôi không hiểu tại sao, xin lỗi các bạn, hơi tâm linh một tí, nhưng mà cũng chả biết tại sao thị trường tăng rất là mạnh. Và nếu mà chúng ta nhìn vào VN30, chúng ta tất cả các cái cổ phiếu hôm nay chỉ có mỗi HD Bank là giảm đỏ, và EIB là ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam thì đứng yên, giá vàng Novaland thì tăng nhẹ nhẹ không đáng kể, Vietjet thì đứng coi như đứng nguyên. Còn tất cả những cái cổ phiếu như là dòng họ của Vingroup, rồi CTD, Sabeco, FPT, rồi Hòa Phát tăng rất là mạnh. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nói với nhau là tại sao nền kinh tế thì đang tệ lậu như thế, nhưng mà cái cổ phiếu thị trường chứng khoán nó lại tăng khác so với lại những cái điều gì đang xảy ra về nền kinh tế. Chúng ta sẽ nói sau, và chúng ta cùng điểm qua những cái điều như thế để chúng ta hiểu rằng là Warren Buffett cũng có những nhận định của mình. Và tôi sẽ giới thiệu trong video này một cái nhận định nữa để các bạn có thể hiểu rằng là nhiều lúc thị trường chứng khoán nó rất là vô lý, và những cái điều mà chúng ta nhìn thấy trên thị trường chưa chắc đã là những cái điều mà chúng ta dự báo nó trên thị trường chứng khoán, tức là những cái điều gì chúng ta nhìn thấy trên thị trường kinh doanh hay là cái môi trường đầu tư chưa chắc nó đã thể hiện trên thị trường chứng khoán. Và nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải nghiên cứu, vẫn phải xem xét tại sao lại như vậy. Đấy, thì nếu chúng ta nhìn lại cái đồ thị của Dow Jones thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, chúng ta thấy rằng là đồ thị của Dow Jones thì có ở mức sụt giảm nhẹ so với việc là mở cửa đầu phiên. Và như tôi đã nói trong phiên ngày thứ hai, thì có thể là giữa tháng 5 và cuối tháng 5 thì sẽ có những cái biến động của Dow Jones, thì có thể là như thế. Và đây là nói về theo các độ xác suất thôi. Thế nhưng mà trước những cái việc một quyết tâm của chính phủ Mỹ trong việc là chấp nhận trả giá cho cái chuyện là người ta chết hay là người ta có bị mất, thì thế là mặc kệ, tôi phải mở cửa đất nước đã và phải trả giá. Và sau đó thì là những cái gói cứu trợ của Fed tiếp tục tung ra thị trường. Ngày hôm qua thì phó chủ tịch của Fed cũng nói là thôi bây giờ phải bơm thêm một cái gói tín dụng thứ hai, thậm chí thứ ba, thứ tư để mà tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế. Thế thì khi mà tín dụng nó dồi dào ấy, thì cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra thị trường chứng khoán, bởi vì mặc dù là thời điểm này là thị trường chứng khoán đã tăng, nước Mỹ đã tăng khoảng 35% kể từ đáy, và nếu như tiếp tục bơm tiền nữa thì cái sự mà despair tức là nó sự chênh lệch giữa thị trường chứng khoán và những điều gì xảy ra trên thực tế của công việc kinh doanh, đầu tư và môi trường vĩ mô của Mỹ, nó có thể tiếp tục chứng kiến một cái giai đoạn nó gần như là không có liên hệ giữa thị trường chứng khoán với lại những điều gì đang diễn ra nền kinh tế. Nhưng quá trình này có diễn ra lâu dài hay không thì Chúa mà biết được, đúng không? Chúng ta sẽ xem là Warren Buffett nói cái gì. Đối thị trường chứng khoán Việt Nam thì ngày hôm nay cũng vậy, là lúc mà chúng ta theo dõi được bây giờ 782,59 điểm rồi, đúng không? Thì sau một cái giai đoạn mà tạo đỉnh ở khoảng 790, gần 800 điểm và hồi phục khoảng 2% từ đáy, thì ngày hôm nay thì thực ra tăng điểm ngày hôm nay với cái thanh khoản thì hôm nay cũng không thuyết phục lắm. Nhưng mà thị trường chứng khoán Việt Nam cũng gần như là hưởng ứng cái câu chuyện mà tăng cũng rất là khá, tăng 2,41% với tất cả các mã thay đổi, tức là những cái mã của VN30 trụ được kéo lên. Thì tôi không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nếu như tiền mà nhiều hơn hàng thì hoàn toàn là có thể xảy ra cái điều kiện là tăng tiếp.
Và nếu vượt được 800 thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng tôi vẫn bảo lưu là từ giờ đến giữa tháng và cuối tháng thì nó có thể có những cái đợt mà tôi nghĩ rằng nó thay đổi về xu hướng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy, thì một vài những cập nhật như vậy cho anh em để anh em có thể hiểu được là ừ, thị trường nó diễn ra như thế thì chúng ta có thể hiểu rằng là những cái điều gì nó sẽ quyết định và tác động tới cái quyết định đầu tư của chúng ta. Và nhất đại tông sư Warren Buffett trong một cái video dài tới 5 tiếng 47 phút thì nhất đại tông sư của chúng ta là Warren Buffett sẽ nói gì về những vấn đề ông ta đang đầu tư và những quan ngại của chúng ta đối với thị trường hay những quan điểm của chúng ta đối với thị trường. Thế các bạn, như tôi đã nói, các bạn có thể coi lại cái video này. Và quan điểm đầu tiên tôi tổng hợp lại cho các bạn đó là điều đầu tiên, Warren Buffett luôn luôn thế trong tất cả những đại hội cổ đông hay trả lời báo chí khi có khủng hoảng, đó là vì Warren Buffett luôn nói rằng nền kinh tế Mỹ luôn luôn thắng thế và điều đó sẽ lặp lại một lần nữa. Ông là một người có quan điểm cực kỳ pro-America và cực kỳ tôn trọng và tin tưởng vào cái đất nước Mỹ vĩ đại. Ông nói là chúng ta đã từng phải đối mặt những vấn đề trong quá khứ rất lớn ấy, và nhưng một lần nữa có những diễn biến phức tạp, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục thấy được sự kỳ diệu của người Mỹ, phép màu của người Mỹ. Và ông ta nói rằng là khi chúng ta bắt đầu từ hành trình này thì dường như có nhiều điều bất thường, mở rộng ra là cả khía cạnh sức khỏe của nền kinh tế. Nghĩa là cái DEFCON 5 ở một bên và DEFCON 1 ở bên kia. Tức là đối với DEFCON nó là tình trạng báo động quân đội Hoa Kỳ ấy, tổng cộng có 5 cấp độ. Tức là giữa cái DEFCON 1 và DEFCON 5 thì chúng ta cũng không biết là cái khả năng xảy ra là tình trạng báo động ở cấp độ 5 hay cấp độ 1 hay là cấp độ 3. Nhưng túm lại thì tất cả những cái vấn đề liên quan phạm vi sản xuất và những khả năng xảy ra đối với nền kinh tế thì vẫn còn rất là rộng. Ông không biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. 3 ngày trước đây khi Warren Buffett chuẩn bị cái đại hội cổ đông thường niên và phát biểu thì ông nói là chúng ta không biết chính xác điều gì xảy ra, chẳng hạn như chúng ta tự nguyện đóng cửa một phần về cái cách ly xã hội để mà giảm thiểu những tác động về xã hội. Thế thì ông nói một câu là như này mà tôi rất là thấy thấm, tức là vào năm 2008-2009 thì con tàu kinh tế chúng ta đã chật khỏi đường ray. Lý do được đưa ra là nền đường yếu liên quan đến hệ thống ngân hàng. Còn lần này thì chúng ta chỉ đơn giản là đưa tàu ra khỏi đường ray và đặt nó sang một bên, một cái ví dụ rất là thú vị đúng không? Không thể tránh được việc lan tỏa sự lo lắng cũng như khiến tâm lý của mọi người thay đổi. Và đây là một cuộc thử nghiệm. Chúng ta có thể biết câu trả lời hợp lý sớm, nhưng chúng ta cũng có thể không biết câu trả lời cho một số câu hỏi rất quan trọng trong nhiều năm tới. Vẫn có một lượng khổng lồ các khả năng có thể xảy ra, tức là ông không chắc về khả năng có thể xảy ra. Và Buffett thường kiên định với quan điểm lạc quan về nền kinh tế và sự đổi mới trong kinh doanh của người Mỹ. Ông thường được gọi là cái người, tức là người Mỹ thì luôn luôn thích nghi và nương theo chiều gió. Do đó thì đối với lại Warren Buffett thì ông luôn luôn tin tưởng nước Mỹ. Dù có chuyện gì xảy ra thì ông nói rằng là đối với ông thì có ba, nếu các bạn thường xuyên theo dõi Warren Buffett thì các bạn sẽ hiểu rằng là Warren Buffett có ba cái điều mà Warren Buffett hàm ơn nhất. Đấy là ông sống ở nước Mỹ, ông sinh ra nước Mỹ. Thứ hai là ông đầu tư từ rất sớm. Thứ ba là ông có một sức khỏe tốt để cho lãi kép làm việc. Thành thử ra chuyện gì xảy ra thì Warren Buffett cũng rất là tin tưởng vào nước Mỹ. Đấy thì ông mở đầu cái bài mà phát biểu và quan điểm của mình đối với thị trường chứng khoán. Đầu tiên ông khẳng định niềm tin về nước Mỹ. Và các bạn cũng biết là trong cái niềm tin số 1 này thì ông nói về cái khả năng xảy ra, cái possibility, cái khả năng xảy ra của những cái kịch bản xấu tệ hay là những kịch bản rất tệ hay những kịch bản tốt. Nó đều có khả năng xảy ra. Và Warren Buffett là một trong những người mà thực sự là các bạn, nếu mà các bạn tìm hiểu kỹ thì Warren Buffett không phải là một nhà đầu tư giá trị theo kiểu buy and hold đâu các bạn nhé. Warren Buffett thực sự là một người cá cược chùm sò. Là một người cá cược chùm sò, ở đây cá cược tôi để trong ngoặc kép, không phải là một người đánh bạc nhưng gần như vậy. Là một nhà kinh doanh lâu dài về cổ phiếu và luôn luôn đánh giá mọi thứ dựa trên xác suất. Tôi kể cho các bạn một cái câu chuyện. Câu chuyện này câu chuyện có thật. Đấy là Warren Buffett với lại Bill Gates thì thường đấy là bạn thân và thường đi chơi golf với nhau cái thời điểm mà Warren Buffett còn trẻ trung ấy. Thế thì lúc biết đến Bill Gates và chơi chung Bill Gates chơi golf thì thường xuyên đến các cái sân golf tập
để chơi. Và Warren Buffett thì luôn luôn tự nhận mình là một cái golfer rất là lousy, tức là một cái người golfer, người đánh golf rất là chán. Thì có một cái người bạn của Bill Gates mới nói rằng ok, là trong cái môn đánh golf này nó có một cái câu chuyện là tức là một gậy đánh vào lỗ đấy, một gậy đánh vào lỗ luôn. Đấy, thì có thể ví dụ như là trong một cái course thì các bạn có thể đánh một ván, thì bạn đánh là ba gậy vào lỗ thì là bình thường, hoặc là bạn đánh hai gậy, nếu mà tiêu chuẩn par của nó là ba gậy, bạn đánh hai gậy thì bạn được âm một điểm. Thế nhưng nếu bạn đánh là bằng thì nó là không, là coi như là bằng không, đúng không? Còn nếu như mà bạn đánh một gậy vào lỗ luôn ấy, thì là bạn rất xuất sắc. Thì cái người bạn này mới thách Warren Buffett là ok, ông bây giờ ông thử tham gia thử thách này với tôi. Bây giờ làm nào ông đánh một gậy vào lỗ, thì nếu ông đánh một gậy vào lỗ thì tôi sẽ thưởng ông rất là nhiều tiền. Thì Warren Buffett mới quay sang hỏi là thế ok, vậy tỷ lệ cược là bao nhiêu? Ông này hôm nay nói là tỷ lệ cược là 1.000. Đấy, có nghĩa là nếu mà ông đánh một gậy mà ông vào lỗ thì ông mất tôi 20 đô. Thế còn nếu mà ông đánh một gậy vào lỗ thì tôi mất ông là 20.000 đô. Warren Buffett mới quay lại ngạc nhiên mới nói không, điều này tôi không tham gia với ông được. Thì ông kia, ông bạn của Bill Gates mới quay ra nói ôi coi nào Warren, năm ngoái ông kiếm mấy tỷ đô la mà bây giờ có 20 đô la thôi, tại sao ông không chơi với tôi cái điều này, tỷ lệ cược của nó là 1.000. Warren Buffett mới từ tốn trả lời này, đơn giản là tỷ lệ cược của bạn quá thấp, không chơi được. Tôi nếu mà có dành thời gian mà tôi đánh một cái gậy này, tôi đánh 1.000 lần ấy, thì cái xác suất để một gậy vào lỗ luôn ấy, nó cực kỳ là thấp. May ra nếu như tôi dành thời gian tôi quất 10.000 gậy thì may ra có một cái quả bóng tôi đánh vào một lần vung gậy như vậy thì tôi sẽ đưa quả bóng vào đúng lỗ. Như vậy 10.000 lần mới được một lần. Đấy, thì cho nên là tỷ lệ 1.000 của ông thì không hấp dẫn. Nhưng mà ông không đưa ra cái tỷ lệ cược của tôi là 10.000 đổi lấy 1. Có nghĩa là nếu như mà bạn thấy rằng là một gậy mà không vào lỗ thì mất 20 đô. Thế còn một gậy vào lỗ thì đáng nghĩa là phải là 200.000 đô thì mới chơi. Thế ông đưa ra tỷ lệ đấy tôi không chơi. Đấy, thì các bạn biết rằng là Warren Buffett là một người luôn luôn tin vào xác suất. Xác suất ông giống như là những người trader vậy. Bản thân Warren Buffett là một người kinh doanh về cổ phiếu đại tài, về lâu dài. Và kinh doanh thì luôn luôn dựa trên xác suất mình có thể thua. Đấy, thì nó dẫn đến một cái vấn đề thứ hai nữa. Đó là ông bán toàn bộ cổ phiếu hàng không. Nếu các bạn search cái cụm từ là Warren Buffett sell hay là sold all airline stock ở trên Google á, thì bạn sẽ thấy rằng là có hơn 10.300.000 kết quả là Buffett sell toàn bộ tất cả, bán toàn bộ tất cả những cổ phiếu hàng không. Bởi vì nó dựa trên một thứ, đó chính là xác suất. Thế thì ông nói một cái câu trong cái video mà dài 5 tiếng mấy đây, ông nói một câu là tôi bán tất cả là bởi vì thế giới đã thay đổi với các hãng hàng không. Ông thừa nhận luôn, hóa ra tôi đã sai về ngành kinh doanh đó bởi một điều gì đó, chứ không phải là lỗi của 4 CEO hàng không xuất sắc nhất. Ông nói về cú sốc của đại dịch nó gây ra đối với du lịch hàng không. Thêm vào đó thì ông cho biết là ông không có niềm vui khi quản lý các công ty đó ở thời điểm hiện tại. Tức là xác suất cược của ông thua nếu mà trong trường hợp mà 5-10 năm nữa các ngành hàng không nó thay đổi, nó quay trở lại thì ông đợi được. Và ông cũng không có niềm vui về chuyện là đợi nó. Nhưng các công ty mà chúng tôi mua đã được quản lý tốt, họ đã làm những điều đúng đắn. Đó là một công việc rất rất khó khăn vì bạn phải đối mặt với hàng triệu người mỗi ngày. Và nếu có gì đó không ổn với 1% trong số họ thì họ sẽ rất không vui. Và ông bày tỏ cái nghi ngờ về việc công chúng hay chính bản thân ông sẽ sẵn sàng du lịch thường xuyên bằng máy bay như trước kia, trước khi cái đại dịch nó bùng phát. Và thực sự là ông hy vọng là mình có thể sai. Và ông nói rằng là ngành hàng không thì đã có một sự thay đổi quan trọng, đó là mức vay nợ để công ty có thể tồn tại. Và ông nói rằng là 4 cái công ty ấy, mỗi công ty cần vay khoảng 10-12 tỷ đô. Và một số trường hợp thì cần phải thế chấp cả cổ phiếu. Và điều này thì sẽ lấy đi lợi thế của các công ty hàng không này. Và ông không biết là liệu 2-3 năm kể từ bây giờ, liệu có nhiều người sẽ bay nhiều dặm như năm ngoái hay không. Có thể có hoặc có thể không. Nhưng tương lai của ngành kinh doanh này đã không rõ ràng lắm đối với ông. Và điều này không phải là do lỗi của các CEO hay hãng hàng không.
Thì tương tự như vậy, các bạn thấy rằng là Vietnam Airlines hay là Vietjet Air, Bamboo Airlines chúng ta cũng vậy, hay Lufthansa đấy của châu Âu, hay các hãng hàng không như Singapore Airlines, các bạn cũng thấy, hay Thái Airways, rồi Korean Air, hay nhiều cái hãng China Air này nọ, thì cái việc mà họ bị sụt giảm cái lợi nhuận hay là bị mất cái doanh số, Lufthansa thì một ngày cứ một giờ trôi qua là họ bị đốt mất $1,000,000, bởi vì khoảng mấy nghìn cái máy bay hiện nay đang đắp chiếu và không hoạt động được, 99% khách bị sụt giảm. Thế thì ông nói rằng bây giờ ông là một người hoạt động dựa trên cái probability, cái xác suất để có thể thắng cược. Thế ông thấy rằng là cái cửa mà thắng cược trong cái ngành hàng không trong dài hạn là không có. Vậy ông bán hết và ông chấp nhận sai. Thì đây là một cái điều mà tôi muốn các bạn học. Các bạn xem cái video này, video của tôi, rất nhiều người nói tôi rằng anh ơi sao ông làm cái video khoảng 10-15 phút cho bọn em coi, anh làm dài quá thì ai coi. Nhưng các bạn ơi, các bạn cứ nhìn lên trên cái channel của tôi đi, thì các bạn sẽ thấy rằng những video của tôi toàn những video 40 phút, 50 phút. Nhưng mà những người khán giả của tôi xem video này, họ nói là họ không thấy dài một tí nào cả. Và bản thân họ, họ thích những video dài để họ có thể nghe đi nghe lại, để họ có thể học về đầu tư. Bởi phần lớn họ là rất là khao khát thành công, rất muốn là chuyển sang cái phần bên phải của kim tứ đồ, từ cái người làm thuê, người làm công, người làm tư, chuyển sang người về kinh doanh, về đầu tư. Thế thì họ nói anh cứ nói, anh nói dài đi em có thể nghe được, bởi vì anh đã mất công làm thì em cũng nghe. Và tôi thấy rất là vui khi mà các bạn nói như vậy. Và các bạn có thể coi lại trên channel của tôi thì các bạn có thể thấy rằng là những cái video thậm chí cả tiếng đồng hồ, nhưng lượng view của nó lên đến hơn 100,000 views, thậm chí mấy chục ngàn view là bình thường. Do đó thì tôi sẽ nhìn vào đây và nói với các bạn rằng là để các bạn hiểu được, và tôi phân tích và mổ xẻ cho các bạn, đó là dựa trên xác suất khi mà mình chấp nhận mình sai trong một điều nào đó, kể cả khi các bạn nghe tôi phân tích về một cổ phiếu nào đó, hay là các bạn nghe gặp tôi trong meetup, các bạn thấy rằng có những cổ phiếu nó tăng, ví dụ như DigiWorld nó tăng sau một thời gian giảm rất là dài, hay là FPT tăng các bạn có lợi nhuận, có thể những cổ phiếu như Pao hay là BSR các bạn đã bị thua lỗ, hay là một số cổ phiếu khác như VTP thì bị hòa vốn hoặc là mất đi chút, SCS mất đi tí, tôi cũng không thể nói hết tất cả các bạn những cái cổ phiếu mà tôi phân tích lên được. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là gì, khi mà chúng ta đầu tư, cái xác suất mà chúng ta sai là hoàn toàn có, nhưng sai là sai bao nhiêu và khi đúng thì chúng ta được bao nhiêu, đúng sai đâu quan trọng, quan trọng đó là gì, bạn có giữ được số vốn của bạn hay không. Và thậm chí là khi bán các cổ phiếu của hàng không, Warren Buffett mất đến 50 tỷ đô, cái lỗ của ông trên giấy tờ trong quý 1 ông vẫn làm, là vì ông không thấy là mình sai, và ông thừa nhận mình sai, và ông hy vọng là khi ông bán như vậy thì những người mua của ông vẫn có thể đúng, và ông có thể sai mà, bình thường huyền thoại đầu tư còn làm như vậy. Thì tất cả những quyết định của tôi trong đầu tư cũng vậy, nó dựa trên cái probability. Probability có nghĩa là cái xác suất mình có thể đúng hay sai ở một cái đặt cược nào đó. Cho nên là chuyện đúng là bình thường, sai là bình thường, sai thì sửa, chữa thì đẻ, làm lại. Và mỗi một lần như vậy bạn sẽ ghi vào trong cái nhật ký kinh doanh của mình, kinh doanh cổ phiếu. Đừng ông nào nói với tôi rằng là anh Thái phải là nhà đầu tư giá trị nhá. Tôi ghét cái từ nhà đầu tư giá trị lắm. Tôi làm nhà kinh doanh cổ phiếu, tôi làm nhà kinh doanh và làm nhà đầu tư. Và tôi kinh doanh có rất nhiều phương pháp khác nhau. Nếu các bạn có duyên gặp tôi trong Kung Fu Chứng Khoán thì các bạn sẽ hiểu rất rõ tôi, chứ đừng có phán như thế rất là lằng nhằng đấy. Cái điều thứ ba mà Warren Buffett có chia sẻ, đó là ông không biết thị trường chứng khoán sẽ diễn biến như thế nào. Và trong cái đại hội của ông nói tôi không nghĩ là ai biết điều đó. Nói chung là cái từ Warren Buffett nói rất hay, là tôi không biết. Có lẽ là một thành kiến, tôi không tin ai có thể biết thị trường ngày mai sẽ làm sao. Và tôi sẽ biết nước Mỹ sẽ tiến lên theo thời gian. Tôi có thể biết chắc chắn điều mà chúng ta học được ngày mùng 10 tháng 9 năm 2001, thời điểm trước khi xảy ra khủng bố ngày 11 tháng 9 ấy, theo cái câu chuyện được kể, thì một vài tháng trước khi virus lan rộng thì điều gì cũng thể xảy ra và ảnh hưởng đến thị trường. Và vào ngày tháng 10 năm 1987 thì thị trường đã giảm là 22% trong một ngày. Năm 1914 thì họ đóng cửa thị trường trong 4 tháng. Ngày 11 tháng 9 họ đóng cửa thị trường trong 4 ngày. Không ai biết điều gì xảy ra trong ngày mai. Và ông nói là tôi mua cổ phiếu từ năm 11 tuổi. Tôi đã nương theo được một con cơn gió lớn, rất rất lớn ở Mỹ. Và nó sẽ không thể thổi về hướng của tôi mỗi ngày. Và bạn sẽ không biết được những gì sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng mà tôi biết rằng nước Mỹ sẽ tiến lên theo thời gian. Đó là ông Buffett ông nói như vậy về thị trường chứng khoán và nước Mỹ.
tôi vẫn tin một điều đấy là mặc cho những cái điều mà chúng ta nói về thị trường Việt Nam, về thị trường cổ phiếu của Việt Nam, nó có điều chỉnh, nó có xuống lại 700 hay 600 rưỡi, thậm chí xuống 500, tôi không nghĩ về khả năng đó, có thể là quay trở lại test đáy 700, 600 rưỡi. Nhưng tôi cũng có niềm tin rất lớn về thế hệ trẻ của Việt Nam, về cái thị trường chứng khoán non trẻ chúng ta, và về những cái công tác chuẩn bị chống dịch của chính phủ, và cũng như là những cách mà người Việt luôn luôn sáng tạo. Và mặc dù là nền kinh tế của chúng ta là nó có độ mở rất lớn, tác động ảnh hưởng bởi đại dịch rất là nhiều, và tất nhiên là việc làm sẽ bị mất và thu nhập sẽ trở nên khó khăn hơn đối với một số người. Thế nhưng mà chúng ta đang ở trong cái khu vực của một cái dân số vàng, cái cơ cấu dân số vàng, và dài hạn thì cũng giống như nước Mỹ, ở cái độ thời gian trước thì dài hạn Việt Nam vẫn lên, nhưng mà trong ngắn hạn thì hoàn toàn mọi thứ có thể xảy ra. Suy thoái kinh tế có thể đến trên toàn cầu, và mọi thứ đều có thể xảy ra, chúng ta không biết được chuyện đó. Và Warren Buffett nói, mà tôi thấy rằng nó rất là thông thái, có nghĩa là chả biết được chuyện gì xảy ra. Nếu chúng ta hiểu được về phân tích kỹ thuật, chúng ta biết được những gì có thể xảy ra trong vòng khoảng 26 phiên, thậm chí là vài tuần, vài chục tuần ở trước đó, nhưng cái chuyện nó có thể thay đổi bằng một cơn gió có thể xảy tới thị trường, đó là chuyện hết sức là bình thường. Và tất cả những điều tôi chia sẻ với các bạn đó là rất thực tâm, và nó đến từ cái câu chuyện đó là gì? Tôi cố gắng chia sẻ quan điểm của mình đối với thị trường, và các bạn khi nghe thì các bạn nghe bằng cả hai tai, và các bạn hãy dùng cái nhận định của mình để mà đánh giá cái thị trường. Và dĩ nhiên mỗi một lần thành công nó là một cái bài học, và mỗi một lần thất bại nó là một bài học, đúng không? Cái điều thứ tư mà Warren Buffett rút tỉa ra trong cái đại hội cổ đông này đó là gì? Nhu cầu cho thuê văn phòng và không gian bán lẻ có thể giảm đáng kể. Ở đây là cái hình ảnh của WeWork, IPO thì bị lụn bại, và SoftBank là công ty đầu tư rất nhiều vào WeWork thì khả năng năm nay sẽ bị lỗ khoảng 7 tỷ đô do cái tác động kép của đại dịch vào WeWork. Và tôi nghĩ rằng tất cả những cái công ty hiện nay đang cho gọi là thuê văn phòng co-working space ở Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới, rồi cái không gian bán lẻ, những mặt bằng bán lẻ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, không chỉ là trong đại dịch mà sau đại dịch thì mọi thứ sẽ không quay trở lại bình thường. Đặc biệt là những cái ngành kinh doanh du lịch mà ảnh hưởng bởi cái thu nhập từ nước ngoài, nó không thể trở lại bình thường trong năm nay được. Và ông nói là nó có thể giảm đáng kể không chỉ trong năm nay và những năm tiếp theo, bởi vì là những điều xảy ra trong 2 tháng qua đã đẩy nhanh sự suy giảm của ngành kinh doanh này. Khách hàng đang phát triển những thói quen khác nhau, và có những doanh nghiệp đã gặp vấn đề trước đó, và thậm chí giờ vấn đề còn lớn hơn rất nhiều. Và các nhà bán lẻ đều phải vật lộn để trả tiền thuê trong đại dịch. Thậm chí tệ hơn, Buffett nói rằng ngành bán lẻ có thể không phục hồi được như cũ sau một thời gian dài phong tỏa. Và người dân đang phát triển các thói quen khác nhau trong ngành bán lẻ. Và nếu bạn là một người sở hữu một trung tâm mua sắm, bạn có một nhóm người thuê mà họ không muốn trả tiền cho bạn ngay, và như thế thì cung cầu đối với không gian bán lẻ có thể thay đổi đáng kể. Không gian làm việc, không gian bán lẻ, các cái trung tâm mua sắm như Macy, đúng không? Những trung tâm mua sắm ở nước Mỹ và những trung tâm mua sắm ở Việt Nam hiện nay thì tôi không biết như thế nào, nhưng mà cái đại lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi thì ở Crescent Mall cạnh nhà tôi, mặc dù vẫn đông nhưng mà cái mức độ đông so với lại những ngày thường thì của thứ bảy chủ nhật trước đó thì không đông được như thế. Và du lịch, các bạn thấy Đà Lạt đông nhưng mà Nha Trang có thể là cũng vẫn vắng, Vũng Tàu vẫn vắng, mặc dù mọi người muốn tắm biển. Thế nhưng mà để nói các bạn rằng là cái khôi phục ngành du lịch và ngành bán lẻ và thuê văn phòng nó sẽ bị ảnh hưởng, và tôi hoàn toàn đồng ý với Warren Buffett ở điểm này. Điều thứ năm là ông Warren Buffett ông nói là tôi không thấy điều gì hấp dẫn cả để mà đầu tư, và không hành động gì, mặc cho Fed in tiền đấy, mặc cho Fed kích thích kinh tế, nhưng mà chúng tôi không làm gì bởi vì chúng tôi không thấy điều gì hấp dẫn để làm. Điều đó thì có thể thay đổi rất nhanh hoặc có thể không thay đổi. Và các bạn biết là Warren Buffett và Berkshire Hathaway là cái đơn vị hành động rất nhanh vào cái khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009. Thế nhưng mà đến thời điểm này gần như họ không hành động gì. Nhiều người nói bảo ông này bây giờ bị hết thời. Không đâu, những điều gì đang tồi tệ còn có thể xảy ra ở phía trước. Và Fed tiếp tục in tiền, thị trường chứng khoán tiếp tục có những disconnect, tức là những cái điểm mà không gắn kết đối với thị trường vĩ mô. Nhưng ông không làm là không làm, đúng không? Vì ông không do, ông don't do any stupid, tức là don't do anything stupid, không làm cái điều gì nó ngu ngốc cả.
và giữ tiền đã thành công. Và điều thứ 6 Warren Buffett nói đó là việc mua lại cổ phiếu, tức là cái share buyback của cái mua cổ phiếu quỹ ở Việt Nam á, đó là cái hành vi không phải là hành vi trái đạo đức, nhưng một số trường hợp là ngu ngốc. Thì cái mục đích của việc mua lại các cổ phiếu quỹ, các bạn có thể hiểu là có nhiều mục đích lắm. Nhưng mà một số người thì hỏi bây giờ chẳng hạn như Vinamilk mua lại cổ phiếu quỹ này, Nam Long mua lại cổ phiếu quỹ rồi, các bạn thấy là chị Thanh bên Ri mua lại cổ phiếu quỹ, bên Thế Giới Di Động có một số người đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ mà không mua hết, vân vân. Đấy, thì khi mua cổ phiếu quỹ để làm gì thì có 5, 6 cái mục đích sau. Một, đó là họ muốn phân phối lại cái tiền gọi là extra cash. Thứ hai là họ mua để bởi vì họ thấy rằng là giá cổ phiếu bây giờ rất là thấp và hời. Và họ mua vì mục đích là họ để gia tăng những cái tỷ suất lợi nhuận, ví dụ EPS lên. Rồi họ tránh vấn đề về pha loãng cổ phiếu, hoặc là họ thay đổi cái cấu trúc về sở hữu, hoặc là họ tránh cái việc thôn tính từ các cái nhà người ta muốn mua cổ phần, bởi vì khi cổ phiếu rẻ thì họ muốn tăng sở hữu thì họ mua cổ phiếu quỹ lại để tránh bị thôn tính. Thì đấy là 6 cái mục đích của việc mua lại cái cổ phiếu. Thế nhưng mà Buffett cảnh báo rằng là các tính toán về giá trị nội tại nhằm mục đích mua lại cổ phiếu có thể xa rời và không chính xác. Và ông cho hay rằng là các hãng hàng không thì đang tìm kiếm hàng trăm tỷ đô la trong các gói cứu trợ vì cùng khủng hoảng về đại dịch, trong khi họ đã từng bỏ ra hàng tỷ đô để mua cổ phiếu của chính họ. Để mua làm gì? Cái mục đích là để mà gia tăng cái EPS ấy, để thưởng cho các ban lãnh đạo đấy. Thì họ bỏ hàng tỷ đô, họ mua lại những cái cổ phiếu quỹ. Để tức là khi mua cổ phiếu quỹ thì cái cổ phiếu quỹ được đấy không được tính vào trong cái công thức tính của earning per share, tức là lợi nhuận sau thuế chia tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đấy, thì khi mà cái số mà cổ phiếu đang lưu hành ở đây là cái mẫu số nó giảm đi, cái lợi nhuận sau thuế nó không thay đổi, đúng không? Hoặc nó tăng lên thì rõ ràng là earning per share EPS nó tăng lên. Và khi EPS tăng lên thì giám đốc điều hành hoạt động tốt quá, giỏi quá, thì chúng lại chia nhau những khoản tiền thưởng khổng lồ và cách xù trong những dịp cuối năm, cho nhân tình, cho vợ, cho con rồi này kia, đúng không? Đấy, tất cả những cái thứ như thế. Thì Warren Buffett nói rằng là bây giờ đang hô hào cứu trợ, nhưng mà tại sao lại tốn nhiều tiền mua hàng tỷ đô la cổ phiếu trước đó. Thì ông ta nói rằng là công ty nên mua lại cổ phiếu nếu nó đáng giá dưới giá trị nội tại, và công ty cũng có thể phạm sai lầm khi mua lại cổ phiếu. Và ông thì vừa là người bảo vệ cái việc đó, nhưng mà đồng thời cũng là người mua cổ phiếu của chính mình nếu như mà nó có giá trị thấp hơn. Thực sự thì bây giờ ngành hàng không hay những công ty mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch ấy, thì cái giá cổ phiếu hiện nay đang dưới giá trị hay chưa thì tôi thấy nó vẫn còn rất là cao. Thế thành thử ra là chuyện mua cổ phiếu cũng là một cách để hỗ trợ cho cái giá của cổ phiếu nó có thể tăng. Thì có thể là một cái phương án là sợ bị thâu tóm thì có thể mua lại cổ phiếu của chính mình thôi, nó sẽ hợp lý hơn. Hoặc là thay đổi cấu trúc về sở hữu. Đấy, thì một vài những cái vấn đề như thế khi mà Warren Buffett chia sẻ trong một cái đại hội cổ đông trực tuyến hơn 5 tiếng, thì tôi tóm gọn nó trong khoảng 40 phút. Thế nhưng mà một số các bạn thì có nói rằng ủa tại sao bây giờ thị trường chứng khoán nó như vậy mà anh đang nói như vậy, nhưng mà vấn đề là tại sao thị trường chứng khoán nó vẫn tăng hoặc là nó không thay không giảm, trong khi là ok chúng ta thấy vấn đề vét tè là nhè đối với nền kinh tế. Thì thực ra thì có một cái chia sẻ rất hay của ông Paul Krugman ở trên tờ New York Times á, tờ New York Times thì đã nói một cái câu như thế này. Ông nói rằng là thực sự điều gì đang xảy ra thì bất cứ khi nào, đấy ông nói luôn, bất cứ khi nào bạn suy nghĩ về mối liên hệ giữa nền kinh tế và giá cổ phiếu, hãy nhớ ba nguyên tắc. Đầu tiên, thị trường chứng khoán không phải nền kinh tế. Thứ hai, thị trường chứng khoán không phải nền kinh tế. Và thứ ba, không phải là nền kinh tế. Và ông ta nói một điều rất là khôi hài, đó là trước đây á, thì có một nhà kinh tế học vĩ đại năm 1990, đó là Paul Samuelson, đã đưa ra câu nói mỉa mai nổi tiếng rằng thị trường đã từng dự đoán được 9 trong số 5 cuộc khủng hoảng gần đây. Có nghĩa rằng là đối với nền kinh tế thì nó có thể tệ hơn thị trường chứng khoán, và tất cả mọi thứ được điều tiết bởi phép, và nó là cái mối liên quan giữa lòng tham và nỗi sợ hãi. Và cụ thể đây là tín dụng. Túm lại, tín dụng nhiều thì cổ phiếu có thể tăng, thế còn tín dụng ít thì cổ phiếu có thể giảm. Nó không liên quan quá nhiều đến những cái mà mọi người đang hô hào, đó là liên quan đến cái giá trị của nội tại doanh nghiệp đâu, kiểu thế.
Thế nhưng tất nhiên là trong ngắn hạn thì nó có thể là có những cái vấn đề mà giữa cái FA của doanh nghiệp và những cái nền kinh tế nó phải xa rời cái giá trị mà chúng ta thấy, hay là những cái giá của cổ phiếu trên thị trường. Thế nhưng mà mối quan hệ lỏng lẻo này thì nó không phải là vấn đề mà chúng ta thấy trong dài hạn đâu. Trong ngắn hạn nó có thể có những cái mà không, tức là tôi nói là ngày thị trường có thể bị động kinh hoặc là tâm thần phân liệt ấy. Có thể là người ta sẽ trả cho những mớ rau giá rất cao, nhưng có thể là trả cho mớ rau giá rất thấp. Nhưng mà vấn đề đối với họ đó là gì? Cái kênh trái phiếu của Mỹ là cái kênh mà thực sự với các bạn là kênh này hút tiền nhiều hơn kênh cổ phiếu nhiều nhiều lần. Thì bây giờ lãi suất trái phiếu nó giảm thấp quá 0,6% à. Do đó thì đối với cổ phiếu thì có vẻ như là thị trường cổ phiếu là cái thị trường nó hấp dẫn hơn. Đấy, thì nói cho các bạn hiểu được là nó là vấn đề giữa sự lựa chọn giữa các kênh và Fed bây giờ tung ra quá nhiều tiền. Mặc dù Warren Buffett vẫn luôn cảnh báo rằng là việc mà in quá nhiều tiền như vậy thì nó có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị trường chứng khoán khi mà nền kinh tế hồi phục trở lại. Và cái hiện nay cái quy mô vốn hóa thị trường trên GDP ấy, nó đang cao, rất cao, và đây là một chỉ số rất ưa thích của Warren Buffett. Thì nó có báo hiệu chúng ta thấy rằng là cái thị trường có thể gặp vấn đề khó khăn trong dài hạn, và thậm chí là có những khủng hoảng kinh tế. Suy thoái thì ai cũng biết rồi, suy thoái sẽ tiếp tục suy thoái. Và cái chỉ số tức là vốn hóa trên GDP, cái chỉ số ưa thích của ông Buffett, rồi cái bond yield, cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang rất thấp, nó báo hiệu trước là cái chuyện gì. Ông Paul Krugman cũng nói, mà các bạn có thể đọc lại cái bài của Paul Krugman, là thị trường chứng khoán sẽ không lành lắm trong dài hạn. Và chúng ta có thể thấy rằng là chuyện gì xảy ra trong tháng 11 năm 2020 khi Donald Trump tái đắc cử hoặc là bị mất chức, rất nhiều vấn đề uncertain, tức là không có chắc chắn. Và các bạn khi thấy không chắc chắn thì chúng ta có thể hành động như Warren Buffett, không làm gì cả, đúng không? Không thấy điều gì hấp dẫn, giữ tiền, có thể giữ vàng hoặc một số những cái tài sản khác. Hoặc các bạn có thể thấy rằng là chúng ta khôi phục lại sản xuất, giữ tiền để khôi phục sản xuất kinh doanh. Đấy là cái cách. Và tôi nghĩ rằng nhiều cách khác nhau. Nếu các bạn không biết làm cái gì thì hãy đừng làm gì nó ngu xuẩn. Hãy học Warren Buffett, học Nhất Đại Tông Sư. Warren Buffett hiện nay đang có khoảng gần 140 tỷ đô la, không làm gì cả, và ngồi im trên tiền. Đừng ông nào nói rằng tiền mặt không phải là vua. Tiền mặt là vua đấy. Thị trường không thể lên mãi, và thị trường cũng không phải là lúc nào cũng có một cái sự mất cân xứng giữa những yếu tố vĩ mô và yếu tố của nền kinh tế, hay giá trị nội tại của doanh nghiệp với lại giá cả của nó. Sẽ đến lúc mà người ta thấy tự hỏi, ủa tại sao tiền lại bị rút ra, và khi mà thủy triều nó rút xuống thì mới biết là ai không mặc quần. Thì tôi kết thúc cái bài của tôi và chia sẻ của tôi về 6 cái tư duy, cái chia sẻ rất đáng lưu ý của Warren Buffett trong cái đại hội cổ đông, trong cái thời mà suy thoái và khủng hoảng kinh tế này, để các bạn có thể tham khảo nó, các bạn có thể tham khảo và các bạn có thể hành động. Và tôi sẽ hẹn các bạn một cái video nói về cái câu chuyện về vàng trong ngày thứ 6 này. Và các bạn sẽ thấy rằng các bạn có rất nhiều sự lựa chọn, đó là cổ phiếu, đó là vàng, đó là trái phiếu, đó là đồng tiền ảo, đúng không? Đó là đất đai, đó là việc duy trì cái doanh nghiệp của bạn, đó là kinh doanh. Đấy, rất nhiều sự lựa chọn, và gia tăng năng suất lao động của mình và bảo vệ cái công việc của mình trước việc là sa thải hàng loạt của các cái công ty bằng cách tăng cái giá trị của mình để mình có một cái mức lương và thu nhập xứng đáng hơn. Thì đây là một cái video luôn luôn là một cái video dài trong kênh của Thái Phạm. Và tôi nghĩ rằng là các bạn theo dõi cái video này thì các bạn luôn luôn là cái người mà nếu xem đến đây, chúng ta hãy cùng chúc nhau một buổi tối thứ tư thật là vui vẻ. Hãy comment ở phía dưới chúc anh Thái một ngày vui vẻ, hay là chúc một buổi tối vui vẻ. Tôi xin chúc các bạn vui vẻ, và tôi luôn luôn nói với các bạn rằng tôi chúc các bạn sức khỏe. Bởi vì các bạn có sức khỏe, có tất cả. Nếu coi được đến đây, chúng ta chúc nhau những câu sức khỏe. Và hy vọng rằng chúng ta qua thời gian, với những chia sẻ rất là chân tình của tôi, rất là mộc mạc của tôi, bằng cái việc chuẩn bị những cái slide mất rất nhiều thời gian như thế này cho các bạn, những cái thông tin dành cho các bạn, sẽ hỗ trợ được phần nào một cách rất chân tình cho sự phát triển về học vấn, về kinh nghiệm và về cách chúng ta sẽ nhìn nhận thị trường chứng khoán như thế nào, thị trường vốn như thế nào, và trở thành nhà đầu tư tốt ra làm sao. Tôi hy vọng là bạn hiểu được điều đó. Và xin chúc bạn sức khỏe và có một buổi tối thật là tốt đẹp. Nếu các bạn có thể coi lại video này vào buổi tối hay buổi sáng thì dù sao cũng chúc bạn một sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau
vào một cái video tiếp theo nói về chủ đề vàng trong thứ 6. Và đừng quên 8 giờ tối những ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần các bạn nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.